Giám đốc FBI Christopher Wray loan báo Nga vẫn tiếp tục tìm cách và gieo rắc bất hòa trong nội bộ nước Mỹ. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở bang Colorado hôm thứ Tư, ông Wray nói Moscow đang sử dụng các hoạt động bí mật để thao túng người Mỹ về các vấn đề nóng bỏng. Chúng tôi chưa thấy một nỗ lực nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng bầu cử cụ thể lần này, nhưng chắc chắn những nỗ lực khác mà tôi gọi là những hoạt động gây ảnh hưởng ác ý vẫn đang diễn ra và sắp sửa nâng lên một cấp độ cao hơn. Vì vậy, đối với tôi, đó là một mối đe dọa mà chúng ta cần phải xem là cực kỳ nghiêm trọng. Ông Wray phát biểu sau một ngày tranh cãi ở Washington về việc liệu Tổng thống Donald Trump có chấp nhận đánh giá của các cơ quan tình báo rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 hay không, và liệu ông có tin là Moscow đang tiếp tục cố gắng gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử ở Mỹ hay không. Ông Wray cũng bác đề nghị của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho Mỹ tiếp cận 12 sĩ quan tình báo quân đội Nga bị truy tố vì can thiệp vào cuộc bầu cử, để đổi lại có thể thẩm vấn những người Mỹ bị Điện Kremlin cáo buộc phạm những tội không nêu cụ thể. Nhà Trắng nói đề nghị đó đang được xem xét.